Chiều nay, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ngành du lịch năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm qua, Sở Du lịch đã vượt qua khó khăn do COVID-19, từng bước khôi phục ngành du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 1,17 triệu lượt khách, giảm 55,8% so với năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 110.000 lượt, khách nội địa ước đạt gần 1,06 triệu lượt. Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và triển khai nhiều kế hoạch khôi phục du lịch, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 11.000 nhân lực du lịch, hỗ trợ miễn phí tham quan 4 khu điểm du lịch cho khoảng 83.000 lượt khách, tiếp tục liên kết, hợp tác với các tỉnh thành khác, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hệ thống giám sát du lịch thông minh và truyền thông, quảng bá hoạt động du lịch trên nền tảng số, triển khai quy hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn nhận định năm 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức với ngành du lịch, nên chia sẻ sự khó khăn với doanh nghiệp du lịch. Đồng thời, đánh giá cao Sở Du lịch đã nỗ lực phối hợp cùng các ngành địa phương triển khai nhiều kế hoạch, từng bước khôi phục ngành du lịch đảm bảo phòng chống dịch, có nhiều đổi mới trong công tác truyền thông gắn với chuyển đổi số. Trong năm mới 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành du lịch tiếp tục thực hiện theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tôi đề nghị ngành du lịch, đặc biệt là Sở Du lịch, chú trọng khai thác thị trường khách nội địa, tổ chức các chương trình kích cầu du lịch, tích cực tìm kiếm các nguồn khách để triển khai có hiệu quả phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế nội địa. Sở Du lịch cần theo dõi chặt chẽ kết quả đón khách quốc tế thí điểm để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố định hướng giải pháp phù hợp trong tình hình mới hiện nay. Tập trung công tác truyền thông xúc tiến quảng bá du lịch điểm đến Đà Nẵng, ưu tiên xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế trực tiếp tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và một số thị trường mới, xúc tiến khai thác loại hình du lịch mai, du lịch gốc, du lịch ẩm thực. Tại hội nghị, Sở Du lịch đã phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chính thức ra mắt sàn thương mại du lịch và hội chợ du lịch trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm.